Thưa cô là con cũng xin được đến với một câu hỏi mà một bạn thành viên gửi về cho chương trình. Con thưa cô, con có một cô bạn thân sinh năm 2000, hiện đã có gia đình, hai vợ chồng bạn bằng tuổi nhau và đi đến hôn nhân khi chỉ mới yêu nhau được 3 tháng vì dính thai. Trước khi có em bé, con đã khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ vì tính cách của bạn là cả thèm chóng chán, lại ham chơi, thích bay nhảy nhưng bạn không nghe. Đến giờ đã được 1 năm kết hôn, bạn ấy nói với con là đã chán cảnh cuộc sống hôn nhân vì cứ sau giờ học, giờ làm là tất tả vội vàng về nhà chăm con, nấu cơm, rửa bát. Rồi khi bạn đi làm thì được tiếp xúc với các anh đồng nghiệp nam, cao ráo, đẹp trai và tâm lý hơn thì thấy chồng mình không vừa mắt nữa. Chính điều đó khiến cho bạn cảm thấy chán chồng và muốn ly hôn. Bố mẹ hai bên của bạn cũng đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng bạn không nghe và cho là bố mẹ khuyên không ly hôn vì sợ tai tiếng, muốn ép bạn ấy trở lại vì trách nhiệm và chữ nghĩa với gia đình. Gia đình hai bên và chồng của bạn rất khổ tâm vì điều đó. Con mong cô cho bạn lời khuyên, con xin chiên cô ạ. Cô cảm ơn cô hỏi đã gửi đến chương trình. Thì cái này nó là gọi là thực trạng xã hội rất nhiều. Thấy không? Bây giờ rất là nhiều. Không phải là lấy nhau từ lúc mà quá trẻ đâu. Mà khi có khi đến 27, 28 tuổi đấy nó vẫn có cái tình trạng này. Bởi vì là khi ở trong gia đình mình ấy một thời gian rồi mình đi làm thì mình thấy các bạn đồng nghiệp thì nó tâm lý hơn, thế này thế kia hơn. Thế thì mình sẽ chán cái cục mịch ở nhà thôi. Bây giờ cô chỉ cần các bạn xét mình rồi hãng xét người. Thế các bạn ứng xử với lại người yêu mình ấy, nó có khác hơn là cái tính cách của các bạn đó. Ứng xử với người yêu nó sẽ khác hơn tính cách của mình, cái tính cách thật của mình rất nhiều, phải không? Khác hơn rất nhiều ạ. Rồi các bạn đi ra chỗ 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 cơ quan làm việc ấy, cái cách nói chuyện của các bạn nó phải khác, nó không thể nào giống như cái cuộc sống thật của các bạn được. Ra ngoài thì gọi gì, tốt đẹp thì phơi phơi ra, xấu xa thì đậy lại. Thế nhưng mà thực ra cái xấu xa ở trong mình ấy nó cũng không thể đậy được. Nó đậy đi đâu được? Nếu mà đã đậy được hẳn hoàn toàn thì đã không gọi là xấu xa. Thế cho nên cái tốt đẹp thì mang ra cái chỗ tốt đẹp để trưng, còn cái không tốt đẹp thì phải mang về nhà. Thế cho nên là thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là những anh chàng lịch lãm đó là chỉ lịch lãm ở cơ quan thôi. Chứ còn cái không lịch lãm đấy thì phải dành cho vợ cho con ở nhà, phải không? Chứ không thì công thì làm sao mà lại có cái phần có lịch lãm mà không lịch lãm. Nếu như cái người mà đã lịch lãm thật ấy, người ta đã có chừng mực, người ta đã không quan tâm tới bạn đến mức độ như vậy, đúng không? Người ta phải biết là người này đã có gia đình rồi và người này có nỗi buồn rồi hay cái gì rồi, người ta sẽ khuyên cho mình hàn gắn với nhau, đấy mới thật sự là người người tốt. Chứ còn nếu như mà ra ngoài cơ quan vì bạn mới sinh năm 2000 thì năm nay 20 tuổi, 21 tuổi thì bạn quá trẻ, bạn quá trẻ, bạn đi ra chỗ làm thì đương nhiên những cái anh đồng nghiệp ví dụ anh 25, 27, 28, 30 thậm chí có gia đình rồi thì anh ấy muốn lịch lãm với bạn quá ấy, chứ nhưng mà lịch lãm chắc là cũng không phải vô tư đâu, phải không? Chắc là bên ngoài cử chỉ thì lịch lãm nhưng trong tâm thì nó không lịch lãm chút nào. Đúng không? Nó không lịch lãm chút nào đâu, nó có cái mục đích, mà đã có mục đích thì không phải là tốt rồi, phải không? Thế cho nên ở đây là một cái nhìn nhận sai lầm chứ không phải là nhìn nhận đúng đâu. Đấy, thế còn người tốt thì là người phải mong muốn mình được hạnh phúc mới là người tốt. Thế nếu mà mong muốn mình được hạnh phúc thì thái độ của người ta thế nào? Chúng ta phải xét cái thái độ luôn. Ví dụ thấy mình chán làm chuyện nhà, người ta mắng cho mình một trận, hiểu không? Mắng cho mình một trận mới gọi là chán nản như thế, là định làm khổ như này, định làm khổ như kia, sống vô trách nhiệm như thế này thế kia, thì mình lại cảm thấy đấy không lịch lãm nữa. Đấy, sự thật nó là như thế đấy. Thế cho nên chúng ta nhìn nhận, phải nhìn nhận một cách nó đúng sự thật. Chứ còn nếu không chúng ta vẫn cứ là bị mù quáng. Thế chứ còn không 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 thể nào mà nhìn được sự thật thì chúng ta vẫn đau khổ. Thì hôm nay cô chia sẻ cho các bạn thế này, một cách sâu hơn, đó là mà nhìn nhận nhân duyên vợ chồng là ân,
là oán, là nợ hay là duyên. Nếu mà là ân ấy, tức là nhìn nhận từ tình yêu cho đến gia đình nhé, nếu là ân thì tức là kiếp trước người ta đã là người giúp đỡ mình, cứu khổ cho mình, và mình thầm cảm ơn, và đến kiếp này thì mình muốn trả ơn người ta. Đấy là do ân mà gặp nhau đấy. Do ân mà gặp nhau, tức là một bên này hàm ân bên kia, thì gọi là do ân mà gặp nhau. Thế thì cái hiện tướng của do ân mà gặp nhau thì nó thế nào? Là khi mình gặp một cái người đấy thì mình cảm giác như là người ta là người có thể giúp đỡ mình, có thể bao bọc mình. Tức là đấy là cái cảm nhận chứ không phải là cái tính toán nhé. Còn cái tính toán thì là khác. À, anh này anh ấy làm cái nghề này, bố mẹ anh thế kia, kinh tế rất là vững chắc. Đấy, mình sống với anh ấy mình có thể được nhiều cái tốt đẹp, thì cái đấy là tính toán, thì nó không thuộc về ân đâu ạ. Nó không thuộc về ân. Ân là nó phải xuất phát từ cái cảm nhận của chúng ta. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta có cảm giác là ở với người này chúng ta có cái phần gì đó nó được yên tâm. Đấy, đấy là ân. Thì khi mà gặp nhau như thế thì cái người này, hai người này lấy nhau, lấy nhau thì cái người hàm ân kia thì người ta sẽ chịu được tất cả những cái gì mà cái người kia làm cho mình bất như ý. Người ta vẫn chịu được, người ta vẫn chịu được. Thế nhưng người ta vẫn nhận được cái tình thương từ cái người kia đến với mình. Tức là người ta vẫn chịu được nhé. Tức là một bên có ân thôi, thì cái bên mà đã được ân từ kiếp trước ấy, tức là được người ta giúp mình từ kiếp trước ấy, thì đến kiếp này do người ta có cái tâm ý trả ơn, cho nên người ta sẽ nhẫn chịu được, và người ta yêu cái người kia nhiều hơn. Thế và người ta nhẫn chịu được những cái mình gọi là bất như ý nhiều hơn. Thế nhưng mà người ta chỉ là oán trách sơ sơ thôi. Dù là có quá đáng một chút cũng oán trách sơ sơ thôi. Thế nhưng mà dù có quá đáng mấy đi chăng nữa thì cái người kia vẫn cứ thương mình. Đấy, nó vẫn thương. Dù là có lỗi gì thì lỗi đi chăng nữa nó vẫn thương. Thế đấy là do ân mà gặp nhau. Đấy, trong tình yêu thì các bạn sẽ nhận biết từ tình yêu cho đến hôn nhân. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là do ân mà gặp lại. Do ân mà gặp lại. Thế còn cái duyên thứ hai là do oán mà gặp lại. Hay chúng ta phải xem là do oán mà gặp lại không? Thế nào là gọi là do oán mà gặp lại? Tức oán gặp lại thì nó có hai trường hợp nổi cộ. Đó là mình bắt lạt, áp chế người ta quá, xong bây giờ người ta mới phát cái lời thề nguyền: kiếp sau mà tao gặp lại mày thì tao sẽ cho mày chết chẳng hạn thế. Thì đến lúc lấy nhau về thì nó hành đủ kiểu, nào là đánh đập, nào là chơi bời, chỉ ăn chơi thôi, phá tán thôi, thế rồi là hành khổ mình. Thế nhưng mà do mình có lợ cho nên mình vẫn cứ nào là trách, nào hận thù, nhưng vẫn yêu. Có khi yêu còn mạnh hơn là oán trách hận thù. Người ta chỉ xin nợ lỗi một câu thôi, xin lỗi, nhưng mà sau cái câu xin lỗi là sắp sửa lại chia tiền ra chẳng hạn thế. Thì đấy là có oán gặp nhau đấy. Thế thì có cái oán gặp nhau thì nó là thế nào? Tức là khi gặp nhau rồi yêu luôn, chả biết cái gì cả, không có một cái cảm nhận gì, cứ thế là yêu thôi, coi như là tìm mọi cách để lấy bằng được, có thể là thế nào đi chăng nữa vẫn cứ lấy bằng được, lấy để mà trả oán đấy. Thế thì hoặc là trong cái lúc yêu bị lừa đảo lên lừa đảo xuống bao nhiêu lần rồi, từ cái lúc yêu đã thấy người ta là không tốt rồi, thế nhưng mà vẫn lấy bằng được, không nhận diện được ra cái gì nữa, do nghiệp nó che hết đi, nó không còn nhận biết tính toán gì, ai khuyên cũng không được, ai can cũng không được. Cho nên có những người lấy luôn phải cái anh bị nghiện, mà lúc lấy mà anh nghiện rồi đấy chứ, thế nhưng vẫn lấy cho bằng được. Đấy, đến thì về đến bao giờ mà không biết túi thì trả hết lợ thì mới thôi. Thậm chí lại còn nghiện rồi, xong đi vào tù xong vẫn tiếp tế, vẫn rất là thương rồi ra lại tìm đủ mọi cách, có khi vay tiền nợ vẫn lại nghiện lại đi vào tù, nhưng mà thương lắm, thương không thể nào bỏ được. Nhưng không biết đấy rằng là đấy là oán đấy nhau đấy chứ. Mình hành người ta quá, đến kiếp này người ta phát nguyện người ta hành mình, thế là theo cái nghiệp của người ta tương ứng với cái việc mà người ta hành mình. Ví dụ nhé, người ta có những việc thiện nhưng người ta đã hưởng ở kiếp nào rồi, đến bây giờ người ta làm việc ác rồi thì người ta mới gặp mình để báo oán, tức là mình phải chịu, do là lúc mình gặp người ta mình đòi lợ người ta khổ quá
À, mình hành người ta khổ quá. Đến bây giờ thì những cái nghiệp đấy của người ta hành mới đủ để mà trả cái quả báo của mình. Tức là chồng nghiện rồi, chồng chơi bời rồi, chồng đánh mình, mà chồng vẫn được mình thương. Nghĩa là do là kiếp trước là mình quá đáng với người ta. Đấy, thì đấy là do nợ, nợ mà gặp nhau. Đấy, nợ đấy là nợ, gọi là nợ lặng rồi đấy. Rất là lặng rồi. Thế còn nữa thì là do cái oán nữa, người ta cũng có gặp nhau. Tức là oán đối gặp nhau, tức là hai người này nó có oán với nhau. Ví dụ như là hai người cùng làm ăn, cùng làm ăn, nhưng lại luôn luôn là làm những cái việc để cho nhau thất bại, cho nhau thất bại, cứ làm những việc để cho nhau thất bại, tức là oán đối, tức là cả hai cùng có tương tác với nhau, chứ còn cái oán trên là chỉ có một bên có quyền để áp đặt người ta, cho nên bây giờ mới khổ như thế. Còn đây nó thường là cứ hai vợ chồng cứ ngang ngửa nhau, cãi nhau suốt ngày, cứ ngang ngửa nhau, nhưng mà cũng chẳng ai bỏ ai cả, cứ ngang ngửa nhau thôi. Lúc thì vợ làm thất thoát kinh tế, lúc thì chồng làm thất thoát kinh tế, lúc thì vợ cặp bồ, lúc thì chồng cặp bồ, rồi không gì cả, cũng nhiều chuyện, cứ mang ra oán đối cãi nhau triền miên, ngày nọ quanh ngày kia, nhưng lại không bỏ được nhau. Thì đấy là do cái oán, mà do cái duyên người ta có thể là luôn luôn ác hại nhau, cạnh tranh nhau. Cho nên là người ta không bỏ nhau, bởi vì hai cái người cạnh tranh nhau đấy thì thường thường là lúc nào cũng nhớ tới nhau. Đúng không? Lúc nào cũng nhớ tới nhau, mưu mô nhau, lúc nào cũng nhớ tới nhau. Cho nên chính cái duyên ái lúc nào cũng nhớ tới nhau khiến cho kiếp này người ta chẳng bỏ được nhau gì cả. Thực ra ở trong cái nhân duyên nghiệp quả ấy, nó chẳng qua chỉ là cường độ nhớ đến nhau nhiều hay ít, cho nên nó sẽ đến cái gặp nhau. Càng nhớ nhau nhiều, cả hai bên càng nhớ tới nhau nhiều thì càng có cái duyên gặp nhau. Chứ còn một bên nhớ đến nhau nhiều thì chưa chắc đã gặp đâu nhé. Nhưng cả hai bên mà càng nhớ đến nhau nhiều thì lại càng gặp nhau cái thời gian dài. Cho nên hai bên mà cạnh tranh kinh tế hay là có một vấn đề gì đó mà bực mình với nhau, ví dụ có người thù cả đời, hai bên toàn chửi nhau thôi. Hai bên toàn chửi nhau. Thế toàn là nói xấu nhau, chửi nhau, tức là nó không dừng. Thì kiếp sau lại sống với nhau lại rất là dài, nhưng mà toàn là để cãi chửi nhau, hại nhau, nhưng lại không bỏ được nhau, không thể nào bỏ được, dù khuyên can cũng không bỏ được, nhưng ở với nhau chả giải quyết được cái gì cả. Hay đấy là do cái nợ nhau, là do oán, oán đối mà gặp nhau, oán thù mà gặp nhau thì nó là như thế. Đấy là ân oán nợ rồi, ba cái rồi đúng không? Cái thứ nhất là ân, cái thứ hai là nợ rồi. Nợ tức là mình nợ người ta đấy, cho nên là mình phải gặp lại người ta. Cái thứ ba là cái oán nhé. Lúc trước cái tâm chiếu hoàn quán nói nhầm, là trong cái oán là có hai, nhưng không phải. Trong cái ân này có cái oán này, cái ân là một rồi này, xong đến cái nợ là cái thứ hai, tức là người này nợ người kia đấy, nhiều quá, xong đến kiếp này cứ phải gặp lại nhau để trả. Ví dụ như là đã nghiện rồi đấy thì lấy phải ông chồng nghiện, thế nhưng mà lại cứ thế là yêu, cứ thế là lấy, rồi cứ thế là phục vụ, nhưng mà yêu lắm cơ, không bỏ được, thương lắm cơ, không bỏ được. Đấy là do lỡ. Còn cái thứ ba là có ở với nhau nhưng luôn luôn cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ cũng bất đồng quan điểm, chuyện gì cũng bất đồng quan điểm, cãi nhau suốt ngày nhưng mà lại không bỏ được nhau, thì cái đấy là do oán mà gặp nhau. Thế còn cái thứ tư thì cái này nó rất là nhiều, đó là cái duyên. Cái duyên gặp nhau. Còn tất cả là ân này, oán này, nợ, nó cũng đều là duyên. Nhưng mà ở đây tâm chiếu hoàn quán nói là cái duyên nó khác, tức là cái duyên thôi, chứ nó chưa có phải là ân nhiều, nó chưa phải là oán nhiều, nó chưa phải là nợ, mà nó chỉ là duyên thôi. Ví dụ, hai người cùng thích xem cái bộ phim này, cho nên cùng đến đấy mua vé rồi ngồi cạnh nhau, thì đấy người ta gọi là có duyên, chứ không phải là có nợ hay có ân có oán gì cả. Thế thì ở đây cũng thế, là có duyên, là hai người này cùng làm một cái việc gì đó, hoặc là cùng với nhau có một cái việc làm thiện hay việc làm ác, nhưng không làm cùng nhau. Tức là có nhá, ví dụ làm thiện làm ác mà làm cùng nhau, đó là duyên, tức là bạn bè mà thành ấy, nó không có gì cả. Thế còn cái duyên thứ hai đó là hai người cùng làm nhưng làm ở hai cái chỗ khác nhau, nhưng mà cùng làm cái việc thiện, cùng làm cái việc ác, nhưng mà lại không làm cùng nhau,
chỉ là làm cùng việc thiện hay cùng việc ác thôi, thì nó gặp lại nhau cũng thành vợ chồng. Thế nhá. Thế thì tâm chiếu hoàn quán sẽ phân tích rộng cái chỗ này ra. Ví dụ hai người kiếp trước cùng nhau làm việc thiện, cùng nhau tức là cùng bàn bạc, cùng làm nhau. Thế và họ có tâm ái kết với nhau, thì cái duyên của họ, họ có thể hẹn hò nhau là thôi kiếp sau chúng ta mà gặp nhau là cùng làm thiện nhé. Hoặc là không có hẹn nhau như thế nhưng nó rất thích cùng với nhau, cái gì cũng phải gọi nhau bàn bạc để cùng nhau làm, nhưng nó lại không phải làm ở trên cái là làm việc mà lại làm trên cái cả thích nhau nữa. Thích nhau, tôi thấy làm với người này hợp, tôi thích người này lắm. Đấy, thì nó không có những cái nguyện tu, bỏ cái nguyện tu ra nhé. Thế thì hai người này như thế thì đến lúc kiếp sau gặp lại nhau thì là hai vợ chồng. Nhưng hai vợ chồng này thì lại tâm đồng ý hợp, tức là rất tâm đồng ý hợp, tức là họ được hưởng hạnh phúc, tức là họ hưởng hạnh phúc do kiếp trước cùng bàn nhau làm việc thiện. Cho nên kiếp này họ được hưởng cái hạnh phúc, hạnh phúc có được kinh tế, nhưng mà họ rất là tâm đồng ý hợp. Họ rất là tâm đồng ý hợp và họ sẽ cùng nhau làm việc thiện tiếp. Đấy, đấy là do cái kiếp trước họ gặp nhau là như thế. Đó là cái duyên, duyên là hai người bạn cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm việc thiện, trên kiếp này họ được hưởng phước như thế. Đấy là duyên, đấy là một duyên. Thế còn duyên thứ hai là hai người làm việc thiện mà ở hai nơi không hề quen biết nhau, không hề quen biết nhau, nhưng do cái nghiệp nó tương đồng nhau, nó tương đồng nhau cho nên nó trở thành vợ chồng. Chứ không phải là cứ kiếp trước cứ phải thân nhau đâu ạ, mà là hai cái nghiệp nó tương đồng nhau thì kiếp này họ về làm vợ chồng với nhau. Đấy thì nó giống như là cái ví dụ mà tâm chiếu hoàn quán nói đấy, hai người cùng mong muốn đi xem phim và họ sẽ gặp nhau ở chỗ bãi phim. Thế thôi chứ không phải là họ gặp từ trước. Thì hai người này cùng làm việc thiện. Ví dụ như chúng ta, ví dụ người này cùng đi lũ lụt miền Trung, người kia cũng hướng tâm đến lũ lụt miền Trung, tức là nó là hai người. Nhưng mà do cái nghiệp, nhiều cái nghiệp khác, họ tương đồng với nhau. Ví dụ họ có duyên với nhau ở cái đứa con sinh ra. Cái đứa con này nó có duyên với bố là mình, duyên với mẹ là mình. Thế thì hai người cùng làm việc thiện này thì sẽ có cái duyên là ba người với nhau, thì hai người này cũng sẽ lấy nhau. Thế nhưng mà hai cái người lấy nhau này thì cùng là làm việc thiện, thế nhưng mà họ lại không thể tâm đồng ý hợp vì không có bàn bạc với nhau. Nhưng mà họ vẫn được hưởng cái tài sản, đấy, hạnh phúc. Và họ không phải tâm đồng ý hợp hoàn toàn, nhưng họ chỉ có một phần, tức là ít, ít thôi. Đấy, chứ nó không phải là hoàn toàn. Đấy, vì họ còn cái nghiệp khác của họ nó khác nhau, vì họ không có bàn nhau trong cái việc này. Cho nên cái cách cảm nhận hạnh phúc của họ cũng khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất thì cái cách cảm nhận hạnh phúc của hai người, người ta sẽ có những cái duyên nghiệp tương đồng nhau. Ví dụ nó sẽ có cùng những cái sở thích chẳng hạn. Hai vợ chồng như cái trường hợp một thì nó có nhiều cùng cái sở thích. Đấy, nhiều cái sở thích. Và người ta lại cùng có cái gọi là nét mặt, người ta cũng có thể là giống giống nhau. Người ta gọi là cái tướng phu thê đấy. Tức là như thế. Tức là do họ có cùng bàn bạc, cùng làm việc, cùng cái gì đó, thì họ có một cái tướng bên ngoài ta gọi là tướng phu thê. Là bởi vì sao? Bởi vì là nghiệp tạo ra thân tướng của chúng ta. Thế cho nên là hai người cùng bàn bạc, cùng làm thì nó tâm đồng ý hợp, rồi cùng cái việc đấy nó sinh ra cái hình tướng. Thế là hai cái hình tướng này nó cũng tương tương đối đối như nhau một chút. Thế cho nên người ta nói là người có tướng phu thê sống với nhau hạnh phúc là do kiếp trước nó cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm việc, trên kiếp này họ sẽ tâm đồng ý hợp nhiều hơn. Thế thôi. Còn cái mức độ mà cùng nhau làm được nhiều việc thiện nhiều thì nó sẽ tâm đồng ý hợp nhiều hơn, mà ít hơn thì tâm đồng ý hợp ít hơn. Thế nhưng nó tâm đồng ý hợp. Thế còn cái trường hợp thứ hai này thì nó không hẳn đã là có tướng phu thê hẳn, tức là nó chỉ có ít thôi, có chút thôi. Người ta thì tướng phu thê với nhau 10-10 thì mình chỉ 2-3 thôi, chẳng hạn như thế. Thế thì nó ở trong cuộc sống gia đình ấy thì nó cũng được hưởng những cái phúc báo. Thế nhưng mà đôi khi cái sở thích nó lại khác nhau. Ví dụ như là cái trường hợp thứ nhất thì hai người có thể cùng thích ăn một món, cùng thấy ngon. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai thì họ cũng có phúc tiền nhiều, nhưng mà người thích ăn món này, người thích ăn món kia. Thế và hai người thì có những cái là ôi giời cái đấy chua thế mà ông ăn. Thế cái người kia bảo ôi giời cay thế mà ông ăn. Tuy rằng họ có tiền để ăn, nhưng mà cái mà được hưởng hạnh phúc trên cái tâm thì họ lại không được hưởng được nhiều như là cái duyên thứ nhất. Đấy là duyên thứ hai. Thế thì cái duyên này thì cũng chưa tính đến cái việc mà họ có thể bền hạnh phúc với nhau được, bởi vì cái mức độ tạo thiện của họ có khác nhau, và cái sở thích khác nhau.
Và tất cả cái khác nhau đấy thì nó sinh ra những cái bất đồng khác nhau. Thế nhưng mà nếu họ có chia tay nhau, thì hai người ở cái duyên này họ có chia tay nhau thì họ sẽ trở nên lịch lãm. Đấy, tức là họ chia tay nhau và họ có thể trở thành người bạn, họ không oán thù nhau. Khi đấy là lợi ích của việc tiện đấy, tức là họ không có làm khổ cho nhau. Họ sẽ trở thành những người bạn, họ đối xử với nhau tốt và họ có thể là vẫn chăm sóc những cái đứa con. Đấy là do cái phước thiện của họ, họ đã có từ trước. Đấy, họ đã có từ trước. Thế đấy, nói về cái duyên này thì nó dài, nó có khi hết buổi tối này nó mới hết. Nên nó có lâu quá không các quý đạo hữu? Phân tích về cái duyên này thì nó dài lắm ấy, để chúng ta nhận biết được mà. Thế còn cái duyên nữa là cái duyên mà ác nghiệp gặp nhau. Hay cái duyên ác nghiệp gặp nhau. Ví dụ như là hai người cùng có thể mà cùng với nhau làm việc ác, bàn bạc với nhau chi tiết, cùng với nhau làm việc ác. Thế thì kiếp này họ cũng đi suốt với nhau chứ họ cũng rất khó bỏ nhau. Thế nhưng họ phải chịu những cảnh chồng làm thất thoát tài sản, hoặc vợ làm thất thoát tài sản, hoặc con làm thất thoát tài sản, hoặc rất là nhiều chuyện bất cập đến với họ, nhưng họ phải cùng nhau giải quyết. Thế và có những cái mâu thuẫn xảy ra nhưng họ cũng không bỏ nhau được. Đấy là cùng bàn bạc nhau làm việc ác thì cùng nhau chịu khổ. Chứ lại muốn bỏ đi cũng không bỏ được. Muốn bỏ đi cũng không bỏ được. Nó khổ như thế đấy. Thế cho nên là trong cái việc này thì họ lại tự họ làm việc ác, tự người kia làm việc ác, thế rồi lại còn bàn bạc với nhau làm việc ác. Thế cùng bận nhau này, nói đến chuyện lừa đảo này, cùng nhau nói đến làm hàng giả này, cùng nhau nhiều. Đấy, thế cùng nhau bắt lạt người ta này, cùng nhau nhiều. Thì bây giờ cùng nhau phải chống đỡ. Đấy, mà chống đỡ trong khổ đau với nhau. Đấy, thì đấy là có, đấy là hai người cùng nhau làm bàn bạc với nhau duyên ác. Thế còn nữa, lại là một phần nữa là hai người làm ác nhưng làm ác không cùng nhau. Hai người làm ác nhưng mà làm ác thì không cùng nhau. Thế thì cái này trong cái hôn nhân ấy thì nó sẽ đưa đến gì? Cái thích theo cảm hứng và bỏ theo cảm hứng. Thích theo cảm hứng và bỏ theo cảm hứng. Bởi vì trong cuộc đời có thể có rất là nhiều cuộc tình, từ lúc yêu cho tới lúc hôn nhân cũng có rất là nhiều. Cho nên cái nghiệp này nó khiến chúng ta trở thành là, lúc ấy tôi nghĩ trước chín chắn với cô, trở lại cái câu hỏi của bạn ấy. Thì cái câu hỏi của bạn ấy là trong cái nhân duyên này. Thế trong cái nhân duyên này, tức là mình có thể là, mình là một người chuyên đi nói xấu người ta để cho người ta hiểu nhầm nhau, để cho người ta tan vỡ. Thế cái người kia cũng đã đi nói xấu của cái đối tượng khác, làm cho người ta tan vỡ. Thì đến lúc mình về mình ở thì cái cuộc hôn nhân của mình nó không đảm bảo. Nó có thể 3, 4, 5, 6, 7 cuộc hôn nhân, hoặc là những cái cuộc tình nữa. Thì cái người kia nhiều ít là do họ. Thế nhưng mà đến lúc mình, cái nghiệp của mình nó chiêu cảm nên hai người cùng có những cái đau khổ trong tình yêu hôn nhân, nó phải gặp lại nhau để nghiệp, chứ không phải là cùng nhau đâu nhé, để trả nghiệp. Thì đến một lúc nào đó mình nhìn thấy cái người mà mình yêu thích cái lúc trước, bây giờ mình lại ghét, ghét để bỏ. Tại vì mình thường hay nói lời chia rẽ, làm những việc chia rẽ rồi. Thế cho nên nó biến hiện ra cái nghiệp đó. Nó biến hiện ra cái nghiệp đó các bạn ạ. Cô nói thế các bạn có hiểu được không? Hiểu được gật đầu nhé. Đấy. Thế thì đó là do những cái lời nói của mình. Mình chê bai, mình làm cho người ta chia rẽ nhau, mình làm cho người ta hiểu lầm nhau. Cho nên cái nghiệp của mình biến hiện ra. Đấy. Đến bây giờ mình cảm thấy yêu nhau một thời gian rồi mình cảm thấy không ưa nhau, không thích nhau. Lấy nhau một thời gian mình nhìn thấy mình không ưa nhau, mình không thích nhau. Lúc yêu thì thấy mập mập đẹp đẹp, sau đến bây giờ lấy lại thấy mập mập xấu xấu. Thế nếu mà lúc tức là nó cứ biến hiện ra, tức là mình làm cho người ta hiểu sai sự thật đi. Mình làm cho người ta hiểu sai sự thật, người ta chia lìa nhau. Thì đến bây giờ mình cũng bị như vậy. Thế cho nên là chúng ta trong giới luật ấy, của Phật ấy, là giúp cho chúng ta thực hành những cái phạm vi đạo đức tốt đẹp để cho mình có những cái nhân quả tốt đẹp về sau này. Thế thì có những lời nói này khiến cho người ta hiểu nhầm này, khiến cho bạn bè chia rẽ này, khiến cho đủ thứ. Đấy, miễn là có những cái cuộc chia ly thì đến bây giờ mình bị như thế. Ví dụ như là mình nói xấu để cho mẹ chồng hiểu nhầm làng dâu, rồi bạn bè hiểu nhầm nhau, người yêu hiểu nhầm nhau, khiến cho người ta phải ly tán nhau. Thế rồi mình chê bai. Ví dụ như là hai cái người này yêu nhau thì mình đến mà mới yêu nó làm gì, khiếp trông cái mặt nó xấu thế,
xấu lắm, như này đi xấu gỏ hàng ra, như này như kia. Mình tưởng cái lời nói của mình là vô hại, thế nhưng cái người kia người ta cũng vì cái ý nghĩ đó, người ta nghĩ nhiều lên rồi người ta chia tay, thì sau này mình cũng bị cái quả báo này. Đấy, cũng bị quả báo này. Câu nói nó đơn giản thôi, nó đơn giản như một đốm lửa ấy, thế nhưng mà vứt vào rừng thì nó lại cháy hẳn một khu rừng. Thì câu nói của chúng ta đơn giản như thế, nhưng mà đến với người khác thì người ta mang cái đau khổ cho người ta, cho nên cái đau khổ mình phải chuốc lấy thôi. Đấy, nên tại sao Tâm Chiếu Hoàn có nói là hãy tu hòa hợp mà, hãy giữ giới, hãy tu hòa hợp để cho mình đỡ bị cái đau khổ. Thế thì cái trường hợp của bạn, nếu mà bạn nhận biết được cái nghiệp của bạn thế này, thì nhớ rằng nghiệp nó đang làm cho bạn nhìn sai lầm mọi việc đấy. Nhìn sai lầm mọi việc. Trên các cụ nói là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa là chính trong cái trường hợp này đấy. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Tức là mình chê bai cái chỗ là không tốt, nhưng rồi mình đến cái chỗ khác lại còn không tốt hơn chỗ này. Thì là do nghiệp của mình thôi. Do nghiệp của mình nó biến hiện ra cái cách nhận xét của mình. Ví dụ như được anh chồng hiền lành, yêu thương, quan tâm, thì mình bảo đủ thế, tôi thích người có tính cách mạnh mẽ. Nhưng mà không phải, cái thích này là do nghiệp của mình nó biến hiện ra. Nghiệp của mình nó biến hiện ra đấy chứ. Thế thì đến một cái anh tính cách mạnh mẽ rồi, thì đến một thời gian lại làm cho mình bất như ý, ví dụ quát mình hay là cái gì đấy, không chịu được. Bảo tôi tưởng như thế nhưng bây giờ tôi lại không. Đấy, cho nên nó cứ có cái nhìn sai lầm để cho mình sẽ từ bỏ hết hạnh phúc này, chọn hạnh phúc kia, rồi đến cuối cùng mình sẽ là người giang dở. Trên đối với bạn là của bạn, thì cô cũng mong muốn là bạn nghe được cái sự chia sẻ của cô. Và thứ nữa là bạn nên chuyển hóa cái nghiệp của mình, thì bạn sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn đối với chồng của con mình. Tốt đẹp hơn, tức là nghiệp thay đổi thì cái cách nhìn của mình nó sẽ thay đổi thôi. Nó giống như chúng ta ấy, năm nay thì thấy mốt là màu hồng, nhìn thấy màu hồng đẹp, nhìn thấy màu xanh thì bảo quê mới trã, nhưng sang năm nó mốt màu xanh, lại thấy màu xanh rất đẹp và màu hồng lại trở lên quê và trã. Phải không? Đấy, thế thì chẳng qua chúng ta nhìn đánh giá mọi việc là do nghiệp, trên chúng ta phải chuyển nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi. Đấy, có những người đấy, ở trên thế gian này không có ai ế cả. Tại sao lại mà người ta lại lấy được hết như thế? Là bởi vì là mỗi người có cái cách nhìn đẹp nó khác nhau và có cái cảm hứng khác nhau. Đúng không? Các bạn thấy nó có cái cảm hứng khác nhau mà. Thì cảm hứng hay cái cách nhìn đều là do nghiệp cả đấy chứ. Có những người phụ nữ rất là xấu, nhưng họ lại cũng rất là hạnh phúc, được chồng rất là yêu. Cái nghiệp ấy chứ. Có phải là anh chồng này không còn ai yêu, tôi chỉ yêu được cái bà này xấu nhất đâu. Không phải thế. Mà ra ngoài nhiều gái đẹp người ta không thích, người ta cảm giác không thích. Là bởi vì người ta có cái duyên với nhau, có cái phước được hưởng hạnh phúc, chứ người ta lại không phải chịu cái sự chi ni. Đấy, thế nhá, thế thì là ở trong cái phần duyên này thì nó có những cái duyên như thế. Tuy rằng nó chưa hết, Tâm Chiếu Hoàn Quán chỉ phân tích sơ qua những cái cơ bản để cho chúng ta có thể tư duy. Và trong lúc yêu cũng thế, khi mà các bạn yêu ai theo một cái cảm hứng nào đó thôi, tức là nó chỉ là theo cái cảm hứng là nhìn thấy anh này đẹp trai quá nhỉ, nhìn thấy anh này đáng yêu quá nhỉ, thế mà yêu luôn, thì chúng ta nhớ cảnh giác ở cái duyên cuối cùng này này. Đấy, cái diễn cuối cùng này là có thể là chúng ta có mắc vào ác khẩu gì đó, cho nên chúng ta mới nhìn nhận thế này nhá. Thế và ở trong cuộc sống của bạn thì bây giờ bạn nên thay đổi, bạn nên tu cái khẩu nghiệp không chê bai nữa, không chê bai ai, và thường nói lời hòa hợp, nói lời giảng hòa cho người khác, khiến cho người ta nếu hiểu nhầm nhau thì hiểu rõ nhau, nếu mà người ta trách cứ nhau thì làm cho người ta buông xả đi, và để cho người ta yêu thương nhau, xích gần lại nhau hơn, thì mình sẽ phù hợp được với những gì mình đang có. Quan trọng cái hạnh phúc ấy, là người ta phải cảm thấy người ta phù hợp với những gì người ta đang có, thì người đó sẽ đạt được hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là mình mong muốn được những cái gì mình mong cầu, không phải thế đâu ạ. Mà quan trọng người có hạnh phúc là người cảm thấy thỏa đáng với những gì mình đang có, thì người đó sẽ được hạnh phúc. Còn người đó mà yêu cầu có được cái kia tôi sẽ thấy hạnh phúc, thì người đó luôn luôn không hạnh phúc. Ví dụ tôi rất thích cái nhà đẹp, nếu ở trong cái nhà đẹp tôi sẽ hạnh phúc, thì người đó không bao giờ có hạnh phúc. Tôi thích một anh chồng làm trưởng phòng cơ thì mới thỏa đáng đối với tôi, thì người đó khi có ông chồng là trưởng phòng sẽ thích một ông chồng làm giám đốc.
cho nên người đó không bao giờ có hạnh phúc. Mà cái quan trọng cái nghiệp của chúng ta làm sao ấy, phải để cho chúng ta thấy thỏa đáng với những gì mình đang có thì người đấy cực kỳ hạnh phúc. Cực kỳ hạnh phúc, tức là thỏa đáng với những gì mình đang có. Đấy. Chứ còn cái hướng phấn đấu tiến lên thì vẫn tiến lên, nhưng luôn luôn tiến lên, nhưng luôn luôn thấy thỏa đáng với những gì mình đang có và hạnh phúc với những gì mình đang có. Giờ tâm chiếu hoàn quán chỉ nói đơn giản thế này thôi. Ví dụ nhà mình nghèo, mình chỉ ăn cơm với rau muống luộc thôi. Thế nhưng mà ở bên kia làm nhà người ta giàu, ta ăn cơm với thịt, cá, nhiều thứ. Thế nhưng mà mình ăn với rau muống luộc lại thấy hợp khẩu vị với mình, ăn lại rất là ngon. Ăn với thịt cá mình chán, mình không muốn ăn. Đấy là do cái phước của mình nó có phù hợp với hoàn cảnh sống. Cho nên cái người đó là người có phước. Còn cái người mà có tiền mua cả thịt cá rất là nhiều nhưng mà ăn vẫn cảm thấy không ngon thì người đấy vẫn không thấy hạnh phúc. Thấy nhá, cái quan trọng, cái người có hạnh phúc là người luôn luôn cảm thấy thỏa đáng, hạnh phúc với cái gì mình đang có, người đấy thật sự mới là người hạnh phúc và được trải nghiệm hạnh phúc. Đấy, trải nghiệm hạnh phúc. Ví dụ như này, mình ăn cái kem rất là ngon, thấy rất là ngon, thấy rất là thích rồi. Thế thì cái ngon đấy là cái cảm nhận hạnh phúc của mình. Đấy. Thế còn người ta ở bên kia ta ăn miếng sầu riêng, nhưng mình lại ngửi thấy mùi sầu riêng mình không thích. Tuy rằng cái kem nó rẻ tiền hơn miếng sầu riêng, phải không? Thì thế cái người đấy là người đang có phúc đấy. Người đang có phúc. Đến một lúc nào đó họ có tiền, thì họ lại ăn được sầu riêng và họ thấy sầu riêng rất ngon. Người đấy là người đang có phúc. Người đang có phúc. Những cái gì ta chưa có thì ta lại không thèm. Những cái gì ta đã có được thì ta lại thấy hạnh phúc. Thì cái người đấy thực sự là người hạnh phúc. Vì thế cho nên chúng ta phải tu cái tâm là biết giúp cho người khác hòa hợp. Đừng nói cho người khác phải chia rẽ nhau. Ở đây tâm chiếu hoàn quán cũng kể cho các quý đạo hữu nghe thế này. Tất nhiên là một câu chuyện kể lại, vì cuộc đời mình cũng không có gì là nhiều lắm. Cho nên là một câu chuyện đôi khi có thể kể đi kể lại nhiều lần, nhưng mà nó rất là phù hợp. Ví dụ trước kia là cái thời mà tâm chiếu hoàn quán còn nhỏ, thì lúc đấy là cả đất nước ta rất là nghèo, nghèo lắm. Cho nên là con cái thì chuyên phải mặc quần vá đấy ạ, quần vá áo vá, đúng không? Những ai ở tuổi tâm chiếu hoàn quán thì trải qua cái đó rồi. Bây giờ thì nhiều quần áo, nhưng hồi xưa ấy, thì thực sự là nó rất là nghèo. Cho nên quần áo thì vá rất là nhiều. Thế và tâm chiếu hoàn quán thấy rằng chị em của mình và người xung quanh, bạn bè ở hàng xóm, anh chị em ở hàng xóm, thì họ rất thích quần áo mới. Họ rất thích quần áo mới, thích lắm. Cho nên là có những cái câu chuyện là chỉ thích quần áo mới rồi ganh tị nhau quần áo mới. Nhưng lúc bấy giờ thì tâm chiếu hoàn quán lại rất thích quần áo vá. Rất thích quần áo vá. Cho nên là tâm chiếu hoàn quán thường cứ vá vào. Và mỗi lần mình mặc quần áo vá mình rất là thích. Tức là mình thích và mình hạnh phúc. Thì đấy, khi mình biết đến Phật Pháp mình mới biết là mình có phước. Ở trong cái hoàn cảnh tất cả xã hội cũng như thế, bố mẹ mình cũng như thế, thì mình lại thấy hạnh phúc trong cái chỗ đó. Hạnh phúc, rất hạnh phúc. Và họ mình không bị đau khổ. Đấy, thì cái quan trọng, cái điều hạnh phúc là chúng ta được cảm nhận hạnh phúc, chứ không phải là vật chất, hay là không cần người yêu tôi phải dáng đẹp, hay là người yêu tôi ra ngoài nhiều người quý, nhiều người thích. Không phải cái đấy là hạnh phúc. Mà quan trọng hạnh phúc là cái làm cho mình cảm thấy nó vừa lòng với mình, chứ không phải là cái để cho người khác đánh giá. Không phải là người khác đánh giá. Trên hai vợ chồng làm sao phải làm vừa lòng nhau, đấy là hạnh phúc. Chứ không phải hai vợ chồng cố gắng làm vừa là vừa lòng thế gian bên ngoài thì nó không bao giờ có hạnh phúc. Ví dụ như là em đi ra ngoài, em làm xấu mặt tôi, như thế thì không bao giờ có hạnh phúc được. Thế thì hóa ra mình chỉ biến vợ mình, biến chồng mình là một cái mà mong cầu của người khác, phục vụ cho người khác. Thì những người như thế không có hạnh phúc, không cảm nhận được hạnh phúc và không được hạnh phúc nhé. Thế ở đây cũng thế, bạn cũng nên như vậy. Hãy tu cho mình. Và cuộc sống của mình, nó là chồng và con và những đứa con sau này. Bạn có bỏ người chồng này, bạn lấy người chồng khác, rồi đến lúc nghiệp của bạn như thế, bạn không vừa ý, thì mà con của đời chồng thứ nhất, con đời chồng thứ hai, con đời chồng thứ ba, con đời chồng thứ tư, nó sẽ làm bạn đau khổ, đúng không? Thế và chúng ta nên khắc phục những gì trong cuộc sống hôn nhân này, nếu chúng ta còn khắc phục được nhá. Thì chồng bạn chẳng qua chỉ có mập mập một tí thôi, mập cũng tốt chứ có sao đâu. Gọi là béo tròn, béo đẹp, béo đáng yêu. Không có gì cả nhé. Dạ vâng, con xin cảm ơn cô ạ. Vâng, kính thưa các bạn, vừa rồi cô chủ nhiệm đã giúp chúng ta hiểu hơn về sự việc
và hiểu hơn về những nhân duyên mà hai người đến với nhau, hai người làm thế nào để trở thành vợ chồng theo các cách thức như thế nào, và giúp các bạn không chỉ giúp bạn gửi về cho chương trình câu hỏi này hiểu được thực trạng cái hoàn cảnh của mình cũng như phương thức giải quyết, mà qua đây chúng ta cũng được hiểu hơn về cụm từ tướng phu thê, một cụm từ rất là hot mà hiện nay chúng ta ai cũng được nghe và ai cũng được nói, đúng không ạ? Và cụm từ tướng phu thê này được hiểu theo hai góc độ khác nhau, mà khi chúng ta nghe lại những lời chia sẻ của cô chị vừa rồi thì chúng ta sẽ thấm hơn nữa về cụm từ này, và quan trọng hơn là cô đã giúp chúng ta hiểu hơn thế nào được gọi là người hạnh phúc và làm thế nào để trở thành hạnh phúc, trong khi hạnh phúc là luôn là điều mà chúng ta đang rất là mong cầu, đúng không ạ? Và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và con một lần nữa con xin cảm ơn cô ạ.